Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Trở lại thông tin hôm nay, mình lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ một thông tin mới từ tờ báo dân trí liên quan đến kết quả xét nghiệm ADN đối với vụ tình thất bồng lai. À, trong bài viết này, thì um, tác giả của bài báo này cũng chia sẻ và đề cập đến những vấn đề qua kết quả xét nghiệm về ADN này có ảnh hưởng gì đến với những đứa trẻ trong tình thất bồng lai hay không. À, trong nội dung bài viết thì có chia sẻ lời nhận định của luật sư đặng văn cương liên quan đến tất cả những vấn đề trong việc điều tra và các cái kết quả xét nghiệm mà cơ quan đã thu thập những chứng cứ dữ liệu trong 28 người tại tỉnh thất bồng lai liên quan đến kết quả ADN và liệu cái kết quả này như thế nào có được công bố công khai và có ảnh hưởng gì đến trẻ em hay không thì chúng ta cùng theo dõi bài cập nhật từ trang báo này và lời nhận định chia sẻ từ luật sư Đặng Văn Cương Thưa quý vị, hôm nay ngày 7 tháng 11 thì trên tạp chí của tờ báo Dân Trí có chia sẻ bài viết về nội dung kết quả xét nghiệm ADN có ảnh hưởng thế nào đến với trẻ em ở tỉnh Thất Bồng Lai. Theo tờ báo Dân Trí thì dù kết quả giám định ADN những người trong tỉnh Thất Bồng Lai thế nào, những đứa trẻ sinh sống tại đây cũng hoàn toàn vô tội. À, thưa quý vị như vậy thì đây là một cái lời nhận định của luật sư Đặng Văn Cường mà chúng ta có thể khẳng định được một điều rằng kết quả um, ADN của những người trong tình thất Bồng lai dù có như thế nào đi chăng nữa thì những đứa trẻ sinh sống tại đây hoàn toàn vô tội à, có nghĩa là những đứa trẻ này là những mầm non của tương lai họ vô tri vô giác họ không hiểu về thế sự cuộc đời họ chưa, trở thành những người vị thành niên cho nên dù có như thế nào đi chăng nữa thì những đứa trẻ này vô tội và việc cơ quan chức năng nếu như có kết quả ADN có giám định về quyết thống rõ ràng thì chắc chắn là cơ quan chức năng sẽ có một biện pháp xử lý rất là à, văn minh nghiêm túc để không ảnh hưởng đến cái tương lai cái danh dự và cái uy tín của những trẻ em này đó là điều mà chúng ta cũng đã được à, rất nhiều các cái thông tin từ các chuyên gia cũng đã nhận định về vấn đề này. Việc chăm sóc và đảm bảo để các trẻ em được đối xử tốt và bình đẳng đó là vấn đề được đặt ra quan tâm đến những trẻ em tại tỉnh Thất Bồng Lai. <laughs> Vào ngày 3 tháng 11 vừa qua thì sau hai ngày xét xử thì Tòa án Nhân dân của tỉnh Long An cũng đã bắt kháng cáo kêu oan về việc tuyên án 5 năm tù đối với ông Lê Tùng Văn 90 tuổi về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các bị cáo còn lại cũng bị giữ nguyên mức án là 3 năm đến 4 năm tù cùng về tội danh trên. Tòa phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm tuyên phạt ông Lê Tùng Vân và đồng phạm là có căn cứ đúng pháp luật. Thưa quý vị, à, nhà bản án và phiên tòa cũng đã kết thúc và cũng đã diễn ra trong uh, Hai ngày mùng 2 mùng 3 vừa qua để lại một cái dấu ấn của dư luận và để lại những uh, vấn đề bất bích từ dư luận cộng đồng mạng thì đến hôm nay thì tranh luận cũng rất nhiều à, tiêu cực cũng có tích cực cũng có nhưng đến hôm nay thì chúng ta cũng vẫn biết rồi à, cái giá của những người trong tỉnh thất bồng lai phải chấp nhận trả giá cho cái cái bản án như thế này rồi thì bây giờ chúng ta không bàn cãi đến cái vấn đề nữa nữa vào hôm nay thì người ta là quan tâm đến đặc biệt cái kết quả ADN này và liệu những đứa trẻ này nếu như có liên quan mật thiết đến quyết thống đến kết quả này thì tương lai của họ sẽ như thế nào trước đó thì từ đầu năm cơ quan tố tụng của tỉnh Long An cũng đã khởi tố vụ án để điều tra về ba tội danh Lượng luôn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền tự do dân chủ Tại cơ sở này, ở thời điểm đó thì công an tỉnh Long An cho biết là ông Lê Tùng Vân có dấu hiệu phạm cả 3 tội danh này. Tuy nhiên đến thời điểm này thì bị cáo mới bị đưa ra xét xử nhận phán quyết về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Mỗi diễn biến một diễn biến liên quan khác thì cơ quan chức năng cũng đã giám định ADN 28 người liên quan và thông báo đến các bị cáo về kết quả cụ thể. Việc trưng cầu giám định Adrian được đưa ra để làm rõ cuộc sống và mối quan hệ rất phức tạp của ông Lê Tùng Văn với một số người trong tỉnh thất bồng lai. À, họ viết là như vậy, nhưng thực ra thì cái kết quả Adrian thì cũng đã có kết quả, nhưng họ chưa có cái thông báo kết luận là à, cái kết quả cụ thể của Adrian này sẽ như thế nào, ai là người liên quan mật thiết đến những đứa trẻ ai là cha là mẹ rồi có liên quan như thế nào đến với cụ Lê Tùng Văn hoặc là những thành viên trong thiền am này hay không như cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua đã xôn xao dư luận thì đến hôm nay thì cũng chưa có một kết luận nha các bạn. À, họ chỉ mới thông báo cho rằng đã có kết quả thôi, nhưng cái kết quả thì cái việc làm của họ thực thi họ thu thập dữ liệu vào ngày 24 tháng 9 vừa qua thì đã có kết quả rồi, nhưng kết quả như thế nào thì vẫn chưa được công bố nha các bạn. Ở cơ sở này có 18 người cư trú, trong đó có 6 trẻ em được được công bố là trẻ mồ côi nhưng thực chất đều sinh sống cùng với mẹ ruột, không có thông tin về người cha. Tại đây Nghi vấn được đặt ra khi đó là đa số trẻ em đều là con cháu có quan hệ quyết thống với ông Văn chỉ là nghi vấn thôi nha các bạn à, báo chí và cơ quan chức năng cũng đã khẳng định là 18 người cư trú tại đây trong đó có 6 trẻ em được công bố là trẻ mồ côi nhưng thực chất đều sinh sống cùng mẹ ruột không có thông tin về người cha à, thực ra thì à, à, trong chín thành viên là trẻ mồ côi ở trại thiền am thì chúng ta cũng đã thấy là hình như hết ba bốn ba bốn trẻ được à, cha mẹ à, mẹ và những người đem đến nơi đây để gửi nhờ trao cho những người trong tình thất này nuôi dưỡng thì còn lại những đứa trẻ khác này thì được những cô những ni cô trong thiền am này đăng ký để làm mẹ để đứng tên đăng ký làm mẹ trên danh sách trên danh tính để đứng tên thôi nghe các bạn còn chưa biết được cái thông tin thực hư về quyết thống như thế nào vẫn chờ cái kết quả điều tra của cơ quan chức năng thôi còn nhiều nguồn tin từ dư luận thì cho rằng họ có phức tạp về quyết thống Nhưng mà cái đấy cái đó chỉ là thông tin um, một chiều từ dư luận thôi Chứ cũng chưa có cụ thể như thế nào Cho nên chúng ta chưa thể khẳng định và chưa thể um, kết cho họ là quan hệ quyết thống hay hoặc là ADN như thế nào Về hai trường hợp xảy ra với trẻ em đối với kết quả ADN um, đã được giám định Nhận định về sự việc này thì luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư chính pháp thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng cho rằng nếu kết quả ADN này cho thấy những người sống trong tỉnh Thất Bồng Lai có mối quan hệ quyết thống với nhau thì việc khởi tố thêm hai tội danh lượm lông và lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ. À, luật sư Đặng Văn Cường thì cũng đưa ra cái giả thuyết thôi à, cho rằng nếu à, nếu kết quả giám định ADN này cho thấy là những người ở đây có quan hệ quyết thống với nhau thì cơ quan chức năng đưa ra xử lý đúng theo quy trình của pháp luật là có căn cứ có nghĩa là họ đã có căn cứ họ đã thu thập dữ liệu này từ 3 bốn năm qua rồi và vừa qua là lần cuối cùng vào ngày 24 tháng 9 như vậy thì à, cái việc có căn cứ thì đã có căn cứ rồi đấy nhưng cái việc mà giám định ADN này có có công tâm có khách quan hay không À, có được chứng thực hay không thì chúng ta vẫn à, chưa dám khẳng định và chưa có cái thông báo nào cụ thể nha các bạn những gì diễn ra tại tỉnh thất Bồng Lai trong thời gian qua cho thấy dư luận xã hội rất bức xúc đối với những hoạt động của cơ sở thờ tự tự phát này về việc nuôi trẻ em được cho là trẻ mồ côi để kêu gọi vận động nhận tiền từ thiện của các nhà hảo tâm và thực hiện nhiều hoạt động tôn giáo không đúng với giáo lý giáo không đúng với giáo lý giáo luật gây mất an ninh đặc tự. À, cái việc mà họ kêu gọi vận động nhận tiền từ thiện của các nhà hậu tâm này thì chúng ta thấy rằng chưa có cái công khai mà để kêu gọi là xin tiền họ chỉ đăng cái tài khoản rồi các nhà hậu tâm các mạnh thường quân họ tự nguyện họ cảm thông họ họ cảm động họ chia sẻ uh, cái niềm tin niềm thương yêu của họ đó là cái uh, cái tính cách nhân văn và cái giá trị của con người Việt Nam uh, lá lành đầm lá rách chứ còn thực ra thì uh, họ không có kêu gọi công khai họ không có đăng tin cho rằng đó là uh, ở đây nuôi trẻ mồ côi uh, cần sự giúp đỡ của cộng đồng mạng cần sự giúp đỡ của mạnh thường quân nhưng cái thông tin về cá nhân về À, số tài khoản số điện thoại thì họ được quyền chia sẻ đăng tin như vậy nhưng họ không công khai là kêu gọi cho nên cái việc mà để kết cho họ về cái tội um, lợi dụng để để trục lợi để kêu gọi trục lợi nguồn tiền từ thiện này báo chí này viết cũng rất là thì như vậy thì đến bây giờ chúng ta cũng đã thấy là cơ quan chức năng cũng đã có dấu hiệu về việc khởi tố cái tội lừa đảo trục lợi à, vừa qua thì sau khi um, họ phục hồi đơn tố giác um, về nguồn tin tố giác tội phạm thì cơ quan chức năng đã ra quyết định là phục hồi đơn này và họ đã có quyết định khởi tố um, vụ án chứ chưa khởi tố bị can khởi tố vụ án về tội lợi dụng để trục lợi tiền từ thiện này chứ chưa khởi tố bị can và Um, chưa có cái dấu hiệu để um, đi đến một cái kết quả sau cùng là khởi tố vụ án này khởi tố bị can như thế nào theo luật sư Cường cũng nhận định thì trước đó nhiều tổ chức cá nhân đã lên tiếng tố cáo về hành vi lượm lon lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm người nhóm đối tượng này tuy nhiên do chưa đầy đủ cơ sở pháp lý chứng cứ chưa đủ vững chắc nên cơ quan an ninh điều tra Công an của tỉnh Long An chưa khởi tố vụ án hình sự. Ê, như vậy là việc họ thu thập chứng cứ cũng hơn 3 năm qua rồi, nhưng đến hôm nay thì họ vẫn cho rằng là chưa đủ cơ sở chứng cứ, cho nên chưa chưa đưa ra để khởi tố. Còn việc mà họ kết có kết quả điều tra, họ tung ra những cái thông tin như vậy cũng có thể là ảnh hưởng đến rất nhiều cái danh dự, cái lòng tin của những người trong tỉnh Thất Bồng Lai. Và liệu như mà nếu như cái kết quả ADN cuối cùng được uh, được kết luận là họ không trùng huyết thống hay hoặc là họ không uh, có những cái tội danh như vậy thì hàng trăm hàng ngàn các cái tài báo đăng tải liên tục như thế này, liệu họ có chịu trách nhiệm về các cái hành vi sai phạm của họ khi loan tin chưa có sự uh, giám định chứng cứ này, chưa có một cái kết luận như thế này thì liệu họ có chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật khi à, những thông tin như vậy đã làm ảnh hưởng đến việc um, danh dự, uy tín của cá nhân của những người trong thiền an hay không? Đó là điều mà chúng ta đang cần đặt cái quan tâm đến vấn đề này. À, thực ra thì chúng ta cũng đã thấy là hàng trăm hàng loạt các cái bài báo khi có những cái biển biến cố, những cái diễn biến mới đến với tình hình thất bồng lai thì họ đăng tải rất nhiều. Các bài báo viết về một chiều về cái nội dung mà được cho là họ có thể dùng cái truyền thông này để vùi dập thiện an, không còn nơi để gọi là lối thoát nữa. Đến nay đã có kết quả giám định nhưng người ở tỉnh Thất Bồng Lai này không chấp nhận việc nhận thông báo. Dù vậy việc không nhận thông báo kết quả giám định ADN sẽ không làm cho vụ việc dừng lại mà chỉ là căn cứ đánh giá về thái độ của người trong cuộc. Với vụ án này, đối với vụ án này thì kết quả giám định ADN là chứng cứ khoa học rất quan trọng để chứng minh có hay không mối quan hệ huyết thống của những người có liên quan. Kết quả giám định ADN là căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội lận luân. Nếu kết quả ADN, kết quả giám định ADN này cho thấy những đứa trẻ ở tỉnh Thất Bồng Lai không có quan hệ quyết thống với những người sinh sống ở đây thì không có hành vi lợn lân. Cũng từ đó hướng đánh giá về hành vi trục lợi từ thiện, việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi cũng sẽ khác. Đây, họ đã đưa ra một cái giả định như thế này. Nếu như kết quả IDN này mà những đứa trẻ này không có quyết thống đối với những người ở đây thì họ không có hành vi lợn lân. Và nếu như là rõ ràng như vậy thì báo chí truyền thông rồi cơ quan điều tra cơ quan chức năng họ sẽ nói sao về những cái thông tin mà chưa có một cái kết quả cụ thể mà báo chí đang tràn lan như thế này thì chắc chắn là các bạn sẽ biết họ sẽ chuyển qua cái điều gì không họ sẽ chuyển qua là họ lấy mượn cái kết quả adn này để tố cáo về cái việc trục lợi đó là điều mà chúng ta có thể suy đoán được bởi vì đến cho bây giờ thì họ đã phục hồi về cái kết quả tố giác về việc trục lợi này rồi và họ cũng đã có quyết định khởi tố về việc trục lợi trái mồ côi cho nên nhóm luật sư và những người cũng đã khẳng định là những người trong tỉnh thất này không có à, quyết thống là trăm phần trăm rồi luật sư cũng đã khẳng định điều này cho nên đến bây giờ báo chí họ cũng viết là lập lỡ như thế này và luật sư họ cũng chỉ là nhận định lập lời chứ chưa có một cái khẳng định cụ thể nha các bạn cho nên đến bây giờ chúng ta thấy rằng cái kết quả ADN này là một cái ẩn khuất là một cái à, cái dấu hỏi mà được nhiều người đặt ra à, nếu như không có hay hoặc có thì phải công bố cho rõ ràng đi 3 bốn năm rồi chứ đâu phải là một ngày hai ngày đâu mà đã có rồi thì tại sao lại không công bố để cho nếu như họ không quyết thống thì phải đăng tin đính chính trả lại cái niềm tin trả lại cái 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 danh dự cho họ còn họ có quyết thống thì phải đưa ra khởi tố xử lý để lấy lại cái công bằng để cho người dân biết đó mà mà nhìn nhận cái sự thật thực hư của vụ việc chứ còn cứ lập lờ lẫn lẫn hoài như thế này là là là, là, là cứ ngày nào cũng à ADN đấu với Thiền Am rồi à, nghi ngờ nghi vấn rồi cứ liên tục vùi dập họ như vậy rồi cái cái danh dự này biết bao giờ mới được giải tỏa giải thoát rồi liệu những đứa trẻ này càng ngày càng lớn khôn càng ngày họ càng có nhận thức rồi hôm nay những đứa trẻ này cũng đã là chín mươi tuổi rồi các bạn chắc chắn là những đứa trẻ này phải có nhận thức mà càng ngày càng ngày cái sự việc này càng kéo dài ra thì là là liệu những đứa trẻ này làm sao họ không biết được à, cái nhận thức của đứa trẻ dù rằng là um, chưa nghĩ đến cái sự mật cảm, cái giá trị, cái niềm tin của họ. Nhưng họ có thể biết được những cái biến cố, những cái điều gì đang xảy ra đối với họ từng ngày, từng ngày như vậy. Cho nên có hay không bây giờ, hay có rồi thì đã có kết quả rồi thì, thì cứ công bố đi. À, không có thì đăng tin đến chính xin lỗi hoặc là trả lại cái niềm tin cho họ. Còn có thì cũng phải đem ra xử lý để cho họ biết được là thực hư là những người này là như vậy. Phải cảnh báo, cảnh giác người đời để cho người dân một bài học à, đừng để xảy ra cái 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 hiện trạng như thế này chứ còn cứ lập lờ lập lẫn như thế này thì biết bao giờ có có hay là không rồi cứ như vậy thì những đứa trẻ này cứ năm 10 năm nữa họ lớn lên họ cứ nghĩ là cái tiếng thị phi trong đời luôn rình rập luôn vùi dập họ họ mặc cảm Đấy là vấn đề mà mà là là cái bức bách nhất đấy về trường hợp kết quả giám định adn cho thấy trẻ là con của những người sinh sống tại đây và là hệ quả của hành vi quan hệ tình dục giữa những người có quan hệ quyết thống trực hệ thì có căn cứ để xử lý hình sự người liên quan về tội lượng lon hoặc cả các tội danh khác về xâm hại tình dục theo quy định của bộ luật hình sự luật sư cường cũng chia sẻ nhận định như vậy cho nên đây là vấn đề khúc mắc và là cũng là một cái móc xích cần phải được giải thoát và cần phải được tháo gỡ cho à, cho nghiêm túc, cho rõ ràng cho khách quan chứ không có lập lập lời lời như vậy được đến bây giờ người ta cũng vẫn còn chưa tin chưa hiểu chưa biết được cái sự thật là có hay không quyết thống. Mà 3 4 năm qua rồi, điều tra cũng đi giám định cũng cũng có rồi kết quả cũng có rồi thì thì cứ nói trắng phớ ra đi khởi tố thì khởi tố đưa ra làm lung lần đi cho rồi à, để những đứa trẻ này họ không bị ảnh hưởng bây giờ những đứa trẻ này thì càng ngày càng lớn rồi cái nhận thức của những đứa trẻ này cũng hiểu rồi à, để cho người dân khỏi à, khỏi nghi ngờ khỏi nghĩ này nghĩ kia các bạn thấy không rất là 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 khó hiểu cái chỗ này Rõ ràng thì có kết quả ADN thì phải nếu như mà họ có quan hệ quyết thống thì rõ ràng cơ quan chức năng họ đâu có địa yên nào họ phải đưa ra khởi tố nhiều tội danh khác nữa. Và có thể cũng là một bài học để cảnh báo cho những trường hợp khác. Còn không thì phải đính chính lại sao chứ cứ để hòa vậy sao được. Bảo vệ trẻ em liên quan trong vụ việc này. Theo vị luật sư này cũng cho chia sẻ thì sở dĩ cơ quan điều tra chưa công bố cụ thể kết quả giám định ADN đối với từng người là để bảo vệ bí mật đời tư cá nhân của công dân, đặc biệt là những đứa trẻ sinh sống tại tỉnh thất bồng lai. Bây giờ cứ nói rằng là cứ đổ thừa cho rằng bảo vệ cuộc sống uh, danh dự đời tư rồi không biết là họ có có hay không. Cứ giữ hoài giữ hoài năm 10 năm như vậy nữa. Không công bố thì là ai biết là như thế nào. Rồi dư luận cộng đồng mạng họ sẽ biết, họ sẽ nghĩ như thế nào. À, các bạn có nghĩ không nếu như mà dù rằng có cha giấu có mức độ như thế nào thì đây là một cái vụ việc đã Chấn động cả thế giới này cho nên là à, những đứa trẻ này trước sau sau khi lớn lên thì họ cũng sẽ chịu tiếng thị phi họ cũng sẽ nghe người này à, họ nhìn nhận lại chắc chắn là họ cũng phải tìm hiểu thì đường nào mà có giấu được nếu như có thì phải công bố à, còn nếu như mà à, cứ cho rằng đó là cái việc này cứ không công bố ra thì không công bố ra thì ai mà biết được là họ có quan hệ như thế nào đây đây là cái vấn đề mà rất là khó hiểu chỉ có người trong cục mới biết thì thì còn cộng đồng thì sao còn cứ như vậy thì cứ cộng đồng cứ nghĩ rằng những đứa trẻ này là như vậy rồi họ cứ âm thầm tìm cách vùi dập vùi dập họ họ truyền miên như vậy rồi còn những người mà bảo vệ thiền em thì họ lại đặt một cái mặt cảm họ đặt một cái cái nghi vấn ở nơi đây không biết là họ như thế nào mà bao nhiêu năm nay mình lại chạy theo mình à, mình ủng hộ mình bảo vệ cho cái sai của pháp luật chắc chắn là họ phải đặt ra cái cái nghi vấn này thành cho nên là cơ quan chức năng yêu cầu là yêu cầu cơ quan chức năng là phải thông báo cụ thể rõ ràng cho dù đó cũng là biện pháp để bảo vệ cái danh dự của những trẻ em này chứ làm sao mà mà cứ cứ cho là là bảo vệ cái bí mật đời tư của của từng công dân thì không công bố rồi những người họ không hiểu thì họ họ cứ nghĩ thiền am là như vậy thì sao nếu như công khai kích quá chi tiết thì có thể làm tiết lộ thông tin về danh tính của trẻ em nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai cuộc sống của các em vì vậy việc giữ bí mật thông tin đời tư cá nhân trong đó có bí mật về kết quả giám định ADN là cần thiết phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, luật sư cường cũng nhấn mạnh. À, cái vấn đề này cũng căng uh, ha và bây giờ chúng ta có thể nhìn nhận một thấy rằng nếu như tương lai của những đứa trẻ này lớn lên khi họ đủ trí lực đủ sự nhìn nhận đủ một người công dân thì chắc chắn họ muốn tìm về cội nguồn họ muốn tìm hiểu cái nguồn gốc cái sự thật về bản thân của họ thì đường nào mà không lòi ra có giữ bí mật như thế nào thì cũng phải lòi ra thôi hay hoặc là nếu như mà à, có thực sự là như vậy á thì hôm nay công bố thì chắc chắn là cái sự sự thật này nó có thể là bị dìm chúng và hai ba chục năm sau thì cái dư âm này nó đã phai lãng rồi những đứa trẻ này lớn lên họ cũng không còn mặc cảm nữa. Cho nên một đây là một cái sự thật cũng bất bách khó mà mà khó mà nhận định phải không các bạn? Ông Cường cũng nhận định trong quá trình giải quyết vụ án này, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ thận trọng trong việc cung cấp công khai các thông tin trước công luận liên quan đến mối quan hệ quyết thống của những người liên quan vụ án phức tạp liên quan đến nhiều trẻ em trong đó có những bé rất tài năng đã từng xuất hiện trên chương trình truyền hình được công chúng biết tới trong vụ việc các em được xác định là nạn nhân mà các đối tượng tại tỉnh thất bồng lai lợi dụng bởi vậy ngoài việc xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng vi phạm thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào các quy định pháp luật cơ chế chính sách để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đảm bảo ổn định đời sống, đảm bảo việc nuôi dưỡng hỗ trợ để các em phát triển. Vì luật sư cũng nhấn mạnh những đứa trẻ liên quan đến vụ án này dù kết quả giám định thế nào đi nữa cũng hoàn toàn là vô tội. Thì rõ ràng là những đứa trẻ này là vô tội rồi họ đâu có biết gì đâu. Những người mà tạo ra cái sai phạm này thì họ chịu trách nhiệm thôi. Chỉ còn những đứa trẻ này thì thì làm sao mà kết tội họ được. Cho dù có liên quan như thế nào cũng làm sao mà kết tội bởi vì họ làm một sản phẩm được tái tạo ra mà cho nên những người mà tạo ra nếu có thực sự như vậy thì à, phải khởi tố những người đó là đúng cũng hoàn toàn là vô tội à, các em cần phải được đối xử bình đẳng tránh việc bị kỳ thị ngoài ra thì cần có sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương các cơ quan đoàn thể để các em có cơ hội học tập lao động phát triển về bản thân trường hợp những người được xác định là cha mẹ của các em không đủ điều kiện nuôi dưỡng do hoàn cảnh kinh tế do vi phạm đạo đức vi phạm pháp luật thì các em vẫn được nhà nước bảo vệ chăm sóc nuôi dưỡng tạo điều kiện tốt nhất cho các em để có thể phát triển đầy đủ về thể chất tinh thần và điều kiện học tập đây theo cái suy đoán của các bạn thì có thể nhận định là trong cái bài viết này và rất nhiều các cái bài viết trước đây cũng đã nêu rồi và hôm nay thì luật sư đặng văn cường này cũng đã khẳng định nhận định một cái kết quả lập lời chưa có một cái kết luận như vậy thì à, họ viết cũng à, rất nhiều các cái vấn đề à, luật sư cũng nhấn mạnh là những đứa trẻ này có liên quan đến vụ án này dù kết quả giám định adn thế nào đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn những đứa trẻ này là vô tội và các em cần phải được đối xử bình đẳng tránh việc kỳ thị ngồi ra cần phải có sự quan tâm giúp đỡ thì đây cũng chỉ là một cái sự nhận định khách quan thôi chứ chưa có cái câu khẳng định cho nên qua cái bài viết này chúng ta có thể đánh giá và um, có thể um, chỉ là nghi vấn thôi bởi vì cơ quan chức năng họ cũng uh, chưa có một cái kết luận cụ thể thì chúng ta chưa có thể khẳng định được và cũng chính từ cái việc nghi vấn này mà kéo dài kéo dài như thế này thì cộng đồng mạng chưa biết không thể biết được cái kết quả cái kết luận này là như thế nào và chỉ có người trong cuộc là những người liên quan đến vụ việc này mới biết được thực hư như vậy thì đó là cái dư cái dư âm cái dư luận này cứ cứ hoài nghi cứ đặt một cái 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 sự nghi vấn nghi ngờ đối với những người trong thiền em này thì cái vụ cái sự việc này đến bao giờ mới được được giải tỏa cái nỗi cái nỗi nghi ngờ nghi vấn này các bạn Đến hôm nay thì um, các cái diễn biến mới của vụ án này à, sau cái phiên tòa vừa kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 10 11 vừa qua. Thì trong thời gian này thì cơ quan điều tra họ tiếp tục tạm giam những người trong thiền am này thêm 45 ngày nữa. Rồi hết thời gian đó là bắt đầu mới đưa ra để um, chính thức là trở thành những những can phạm trong vụ án À, lúc đó là bắt đầu mới đưa ra à, Đưa đến trại để cải tạo à, Thực ra thì à, các cái vấn đề bất bách Nếu như mà tiếp tục điều tra thêm những cái tội danh khác Thì có thể là liên quan đến những bị can trong vụ án này Là những người đang chịu cái mức án ở điều 331 Thì sẽ bị khởi tố tiếp theo những cái bản án khác à, Đó là cái điều mà chúng ta có thể thấy còn nếu như mà liên quan đến uh, quyết thống thì có thể bắt thêm những cô những người mẹ mà được cho là có liên quan trong vụ án này thì đó chỉ là một cái giả thuyết đến bây giờ từ cái giả thuyết từ các cái bài viết này đặt rất nhiều các cái mối nghi ngờ cho cộng đồng mạng và cộng đồng mạng bây giờ thì uh, đang muốn một cái kết quả để biết được là họ có quyết thống hay không còn cái kết quả ADN thì đã có kết quả rồi nhưng chưa có một cái kết luận cụ thể. Đây và chúng ta vẫn theo dõi để chờ xem cái cái bản án sắp tới mà vừa qua họ dự dự tính là sẽ khởi tố tiếp về cái tội là à, lợi dụng trái mồ cô để trục lợi liên quan đến ADN này như thế nào thì đến lúc đó thì chúng ta mới à, mới dám khẳng định được là họ họ có quan hệ như thế nào nghe các bạn còn chỉ bây giờ chỉ là một cái cái uh, vẫn còn suy diễn vật vẫn còn đang nghi vấn thôi và cũng mong rằng cơ quan chức năng phải làm rõ để cho cộng đồng mạng hiểu và biết được chứ không là cứ cứ uh, cứ nghi ngờ hoài như thế này thì cũng khó là hiểu được à, đây là cái vấn đề rất là bất bách dù rằng là bảo vệ cái tương lai bảo vệ cái thanh danh cho những đứa trẻ sau này nhưng phải bảo vệ một cách công khai bảo vệ làm sao đừng có để ảnh hưởng đến cái niềm tin của họ vì những trẻ em này càng ngày càng lớn rồi à, Xin chào Ánh Nguyễn Xin chào Đặng Văn Nam Xin chào Trung Lưu Trương Lưu Xin chào Trần Ali Tại sao đến vấn đề luận luôn không cho mọi người biết cứ úp úp mở mở kiểu này thì thiền am bị tai tiếng đúng rồi có hay không cũng thông báo đi chứ không bây giờ những người mà đang yêu thương đang hướng về thiền am này chẳng lẽ là là họ họ đặt cái niềm tin sai họ nghĩ sai về những người thiền am này và vô tình trong uh, suốt năm, nhiều năm qua họ bảo vệ cái sai của pháp luật cho sao thành cho nên phải cần phải công tâm có hay không phải đưa ra phán quyết và xử lý nếu như vi phạm thì xử lý còn không vi phạm thì phải trả lại Phải minh oan cho họ Chứ không có thể lập lập lờ lờ Bây giờ họ có kết quả Thì những người đó họ biết rồi Còn hàng triệu triệu người Trên xã hội này cứ nghi ngờ Cứ đặt cái nghi vấn là như vậy Bên kia thì cho rằng là Họ chắc chắn là trăm phần trăm có ADN Có quyết thống Còn bên này thì cứ cho rằng là họ không thể có như vậy được Đó rồi rồi cái vấn đề cứ dư luật vấn đề của dư luận cứ âm ỉ âm ỉ hoài tiền miên hết năm này qua năm kia, rồi cái dư luận này cũng ảnh hưởng đến cái niềm tin của những đứa trẻ, cái nghi vấn này cứ cứ diễn ra hoài như thế thì cũng khó mà hiểu được. Xin chào Minh Nguyễn cho dù thiền em có kết quả ra sao thì tôi vẫn tin thiền em vô tội nhất là các cháu rất thương chúng uh, có tội chi mà phải vùi dập các cháu. À, đúng rồi những trẻ em này thầy là những mầm sống trong xã hội họ chỉ là một cái uh, sản phẩm được tạo ra bởi những người uh, cha hoặc mẹ cho nên uh, dù đi thế nào thì chúng ta vẫn bảo vệ những đứa trẻ này còn những người mà uh, mà đã làm sai á, thì phải xử lý đó là cái điều quy định mà pháp luật cũng đã đã quy định rõ ràng rồi cho nên không để những người mà cứ lầm tưởng như thế này đặt nhiều cái nghi vấn như thế này được. À, là phải rõ ràng. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn cảm thấy rằng những đứa trẻ ở nơi đây rất là đáng thương, hiện tại thì à chỉ mới chừng đó tuổi đầu đó nhưng mà đã chấp nhận đã thấy rất nhiều các cái biến cố, những cái diễn biến đối với họ. Tuy họ không biết đau lòng, họ không biết À, thực hư về vụ việc nó sẽ nghiêm trọng nó như thế nào nhưng những đứa trẻ có nhiều em ở nơi đây cũng cảm nhận được họ cũng đau xót khi những người thân của họ à, đã vướng vào vòng lao lý nhưng họ không hiểu được cái mức độ nghiêm trọng cái tính chất của các vấn đề này là như thế nào cho nên chúng ta cũng cảm nhận được một cái cái nỗi niềm ở những đứa trẻ này xin chào uh, cao bi uh, ví dụ tự nhiên xã hội rồi báo chí nói gia đình ai đó lùm lon thì gia đình bạn có chịu được không? đấy bởi uh, cái tiếng thị phi trong đời là nó rất uh, rất nặng và rất khó xử cho nên cần phải có cái sự minh bạch minh oan rõ ràng không có thì phải trả lại đăng tin đến chính lại à bây giờ là đăng tin lên nói rằng chưa chưa thể khẳng định cái có kết quả ida này không còn đằng này cứ nói lập lập lờ lờ như vậy thì cứ bên kia cứ nhắm vào mà vùi dập Xin chào Lập Nguyễn Xin chào Nguyễn Thị Hằng Xin chào băng AZ Xin chào Đinh Nở Xin chào Xuân Thanh Xin chào Mai Hoa cứ để cho dân chờ đợi hoài pháp luật Việt Nam bây giờ chán thật à, bây giờ dân bây giờ đang à chờ cái kết quả mà dân phải cần có cái kết quả có hay không ừ, để người ta đặt niềm tin chứ không người ta cứ đặt sai niềm tin như thế này sao rồi bên kia cứ cứ vùi dập họ vùi dập oan ngưỡng người trong thiền am hoài như thế này sao cho nên là cần phải có rõ ràng à, bên nào mà 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 bị oan thì phải cần phải giải oan mà bên nào mà nghi ngắn nghi ngờ sai lầm thì phải phải công bố cho rõ ràng để họ Họ lấy lại cái danh dự, cái niềm tin của họ. Chứ cứ mà lập lập lờ lờ hoài như thế này thì thì khó mà biết, không biết rồi rồi cái sự việc nó sẽ đến đâu nữa. Rồi thưa quý vị và các bạn đó là cái thông tin ngắn gọn à, chiều nay. Một bài báo dân trí cũng chia sẻ về cái diễn biến và chi tiết mới về kết quả ADN và những vấn đề liên quan đến những trẻ em ở tỉnh Thất Bồng Lai này, liên quan đến vụ án này mình cũng cập nhật thêm để quý vị và các bạn hiểu thêm được cái diễn biến tiếp theo của vụ án. Đó là cái thông tin ngắn gọn mà mình chia sẻ thêm. đến đây thì mình xin kết thúc đoạn like này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi thông tin này. Xin mến chúc quý vị và các bạn có một ngày đầu tuần, một đêm an lành hạnh phúc. Chúc quý vị và các bạn ở nước ngoài có một ngày làm việc thật là. À, vui vẻ và hạnh phúc thành công nha các bạn mình xin xuống like và xin kết thúc xin chào thân ái